Ngày 6 tháng 1 năm 2020, tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Tập đoàn Sao Mai đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phát triển vùng nguyên liệu nông thủy sản niên vụ 2019. Ông Nguyễn Sĩ Lâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Dương Nguyễn Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Cá tra Việt Nam, ông Lê Thanh Thuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sao Mai và gần 200 nông dân là hộ nuôi cá tra và hộ trồng khoai mì trong mô hình liên kết ở các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Kiên Giang đã đến tham dự. Trong năm, bất chấp giá cá tra sụt giảm mạnh so năm 2018, nhưng sản lượng của vùng nuôi liên kết rộng khoảng 350 hectare vẫn đạt hơn 10.000 tấn cá một tháng, đảm bảo cung cấp nguyên liệu ổn định cho 3 nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu của công ty IDI, thành viên Sao Mai Group, hoạt động ổn định. Hiện giá cá tra thương phẩm đang dao động từ 17.000 đồng đến 18.000 đồng một ký, khiến cho hàng loạt hộ nuôi ở đồng bằng sông Cửu Long điêu đứng tìm doanh nghiệp tiêu thụ. Riêng các thành viên liên kết với Sao Mai vẫn sống khỏe khi được tập đoàn này mua vào theo hợp đồng với giá 25.000 đồng một ký. Lãnh đạo Sao Mai Group chia sẻ, tập đoàn đã chi 600 đến 700 tỷ đồng để bù lỗ vào sự chênh lệch khi giá cá đang rơi tự do như hiện nay. Sao Mai chấp nhận chịu thiệt để giữ chữ tín trong kinh doanh một khi cam kết bao tiêu cá thương phẩm cho hộ nuôi. Việc làm thiết thực ấy đã góp phần ổn định nghề nuôi cá tra ở khu vực, đồng thời minh chứng cho câu nói, ai nuôi cá cho IDI mà lỗ thì chính tôi lấy túi ra bù của người đứng đầu Sao Mai. Cũng tương tự như vậy, năm 2018 Sao Mai đã chi hơn nửa tỷ đồng để tài trợ vốn, giống, chuyển giao phương thức canh tác cho 17 hộ dân người Khmer tham gia mô hình trồng khoai mì KM140 khảo nghiệm ở tỉnh biên An Giang. Vụ đầu tiên, cây khoai mì đã cho mùa bội thu với năng suất bình quân 35 tấn một hecta và tập đoàn Sao Mai thực hiện bao tiêu. Kết quả thành công bước đầu là nền tảng quan trọng để niên vụ KM140-2019 nhanh chóng nhân rộng lên 100 hecta của hơn 80 hộ. Theo kế hoạch, diện tích KM140 sẽ được tập đoàn phát triển mạnh khoảng 5.000 hecta, trải dài qua hai huyện Tịnh Biên và Tri Tôn của vùng Bảy Núi. Khi ấy, sản lượng khoai mì sẽ đảm bảo cung cấp 100% nguồn nguyên liệu cho nhà máy chế biến thức ăn thủy sản Sao Mai Superfit. Tôi nhớ cách đây khoảng 5 năm, cũng tại khán phòng này, tôi có nói với hứa với các hộ nuôi rằng nếu họ nuôi nào lỗ thì Sao Mai sẽ lấy tiền để bù lỗ. Và từ ngày mà chúng ta hợp tác với nhau tới bây giờ thì tôi chưa thấy ai lỗ cả. Và theo kế hoạch năm 2019, tập đoàn Sao Mai sẽ chi bù lỗ cho cái khoản nuôi trồng liên kết này khoảng gần 700 tỷ đồng. Đấy là một kỷ lục. Và tiếp tục năm 2020 còn phải chi tiếp tục để giữ vững ổn định cho hộ nuôi của chúng ta. Làm thế nào hộ nuôi vẫn có lãi và đồng hành cùng với tập đoàn Sao Mai mãi mãi. Xin chúc mừng quý vị. Kính thưa quý đại biểu, thì cái câu chuyện con cá cha nó dài dòng lắm. Nhưng mà sắp tới chúng ta lại phải đối mặt với những thách thức lớn hơn nhiều lắm. Như anh Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Cá tra Việt Nam vừa phát biểu đấy, là cách đây vài năm về trước thì chúng ta hầu như là độc quyền về con cá tra. Nhưng mà riêng Ấn Độ năm nay có sản lượng bằng một nửa của chúng ta rồi. Riêng Ấn Độ và Trung Quốc cũng đang nỗ lực để có sản lượng ngang nửa với chúng ta. Như vậy thì cái cuộc cạnh tranh này vô cùng khốc liệt. Và càng khốc liệt thì nó càng chứng minh cái thủy chung trong cái mối quan hệ liên kết của chúng ta. Và chúc cho tình thủy chung của chúng ta mãi mãi. Một năm nhìn lại công tác phát triển vùng nguyên liệu, nông thủy sản và nhận diện sự thay đổi rõ nét ở nông thôn, nơi Sao Mai đầu tư, mới thấy hết sự bao dung của tập đoàn này dành cho nông dân đất chín rồng ở ngay thời điểm khó khăn của nghề nuôi cá tra. Và cũng chính Sao Mai đã dạch một hướng đi mới cho cây khoai mì ở vùng đất khô cằn Tịnh Biên để cứu cánh cho cộng đồng người dân tộc Bảy Núi.